dẫu khó đưa dâu. Toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu tiếp cho anh em. Em về được một chiếc lọc xì hai dàn đèn của Sony. Cái dòng này nó thiết kế hai dàn đèn là có cái đèn rất là đẹp luôn. Khi mà mình bật EQI lên ấy thì cái đèn này nó sáng lên và báo hiệu là mình đã bật qua chế độ EQI nhé. Còn đây là khi mình để chế độ chạy bình thường thì chỉ có cái đèn bên này nó sáng thôi nhá. Đèn màn hình này sáng thôi. Và khi mình bật EQI này. Đấy, tiếng âm thanh nó lên tách bạch hẳn luôn anh em nhé, đầy đủ dải luôn. Và cái đèn này nó sáng hiển thị rất là đẹp nhé. Nghe rất là thích, âm thanh rất là hay. Sony. Con này mạch của nó kín máy luôn. Cương cầm điện thoại chú đi chú mà. Đây anh em nhé. Đấy. Mạch kín máy, nó là hàng bãi về nên là mạch rất là sạch sẽ luôn. Máy bãi rất là sạch chứ không hề hoen gì bụi bặm như kiểu cái hàng bờ đâu anh em nhé. Anh em mua hàng thì chú ý là như thế nhé. Đấy. Rất là ngon, đây chuẩn Mỹ Japan anh em nhé. Đấy. Mỹ Japan. Đấy. Rất là ngon. Dây của nó, dây nguồn là dây nguồn zin anh em nhé. Dây nguồn zin Sony đi theo của nó luôn. Đây. Đây. Dây nguồn zin Sony của nó anh em nhé. Rất là ngon luôn. Đây, đường tín hiệu vào thì đây. Hai cái đường này là hai đường đi ra âm ly anh em nhé. Hai đường đi ra âm ly này. Hai cái đường này là hai cái đường cảm tín hiệu vào này. Đây. Có hai đường cảm tín hiệu vào anh em nhé. Bên này một đường, bên này một đường nữa. Nhưng em cắm như nào thì tốt nhất anh em nên cắm như thế. Về đỡ phải hỏi. Về mà em cắm như mà không biết thì cứ điện cho em chỉ cho nhé. Đây là các đường vào nó có ghi đây anh em nhé. Đấy, đường tab 1, đường 2, tab 2, đường line này. Đấy. Em đang cắm như vậy em bảo cắm vào đường tab 1 nhé. Ấn cái tab 1 này xuống anh em nhé. Đấy, đường tab 1 ấn xuống. Đấy. Đây là đường tab 2 này. Đây là đường line này. Đây là đường tab 1. Đấy. Đường tab 1 bật nó xuống thì chạy nhé. Còn bên này là có một nút để mình tắt mở EQI. Khi bật lên cái đèn này rất là đẹp. Em quay qua điện thoại của em mình nhìn cái đèn này nó kiểu nó hơi vàng vàng nhưng mà thực ra nó là màu đỏ anh em nhé, màu đỏ cam, màu đỏ cam nhìn rất là đẹp, nhìn rất là rõ ràng. Quay qua điện thoại nhìn cảm tưởng nó hơi mờ mờ hơn một chút. Con này chỉ để cho em 2.360.000 nhé, 2.360.000 thôi. Rất là ngon, ngon và chất, âm thanh lên rất là tách bạch và hay. Nó trang bị là 9 cân gạt một bên, tổng là 18 cân gạt. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc, bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.